Xúc động, chú chó khóc nấc bên linh cữu người chủ vừa qua đời, người mà nó thương yêu nhất. Suốt mười mấy năm, chú chó nhỏ sống yên bình bên ngoài, kể cả khi vui, khi buồn, khi khó khăn hay cả những giây phút đủ đầy vui sướng. Ngày ngoại bệnh, em nằm buồn cả ngày, chẳng thiết tha ăn uống, nằm mãi ở cửa nhà đợi ngoại nằm viện trở về. Thế nhưng ngoại của em đã mãi mãi không thể về với em được nữa. Ngày ngoại thanh thản rời khỏi thế gian này, chú chó lại nằm bên linh cữu của ngoại, liên tục nấc lên trong nghẹn ngào, chua xót. Đôi mắt em vẫn mở to, nhưng đỏ hoe cay xè, vì em đã khóc rất nhiều trong giờ phút tan gia. Em không cất tiếng sủa người lạ vào nhà, cũng không chạy ra vẫy đuôi mừng đón người quen. Em nằm suốt cạnh bên người chủ đã khuất bóng, như thể em muốn dành chút thời gian ngắn ngủi còn lại để ở bên người đã yêu thương em hết mực, cũng như là người mà em dành trọn cả một đời để yêu thương. Có lẽ do thấy chú chó khóc quá nhiều, đau thương quá nhiều, nên gia đình dù trong lúc bối rối bởi tang gia cũng ráng đeo cho em một chiếc khăn tang để em đền đáp lại chút công ơn, chút nghĩa tình mà ngoại đã cưu mang, đã nâng niu, đã dành cho em thật nhiều tình cảm kể từ khi em có mặt trong nhà. Nhìn hình ảnh chú chó nghẹn ngào khóc đến đỏ cả mắt, nhiều người không khỏi xót xa, thương cảm, thương cho một loài vật chân thành tận tụy đến những phút cuối cùng trước khi chia xa vĩnh viễn, cũng đã rơi nước mắt cho người chủ của mình. Một số bình luận được mọi người để lại: trời ơi, sao đứt ruột đứt gan quá vậy con ơi, kìa nhìn đi, có khác gì một con người, khác gì một đứa bé đâu. Một chén cơm thừa đổi lấy sự chân thành, mình đây có thế giới của riêng mình, còn thế giới của em chỉ có mỗi một mình thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tình 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.